Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Trang quay trở lại Kinh Hậu, được 13 nhà hảo tâm hỗ trợ để mà Trang có thể cắt được cái cầu cho người dân ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Dòng Riềng của tỉnh Kiên Giang. Còn đây thì số mà mình đã đổ lúc trước rồi đó, bà, cô chú, anh chị. Tổng cộng là có 12 cây 10 mét. À, có đổ chữ T nữa thì cũng có cô chú hỏi lý do tại sao mà Trang không đổ chữ T cho nó dài một chút. Dạ thì cái mỗi cái quy cách cầu á làm khác nhau. Còn cây cầu này á thì Trang sẽ sóc là hai cây chụm đầu như thế này là chữ A, cho nên á nếu mình còn chữ T á nó quá dài á thì hai cái ở chân ở dưới á nó sẽ cụm lại với nhau, mình sẽ khó là sóc được á, mà cô chú anh chị. Rồi á có nhiều cô chú anh chị hỏi Trang á cái kênh này nó nhỏ quá mà sao mà Trang đổ dàn cột thấy bự quá trời luôn rồi Trang ơi. Dạ cái kênh này thấy nhỏ vậy đó mà cô chú anh chị, mà là có máy cắt máy xới đi thường ngày để mà kiểu như là tới mùa vụ là họ sẽ đi cắt lúa đó mà cô chú anh chị, cho nên nó là mặc dù là bày ngang á nó cũng không có bự lắm, nhưng mà cái kinh này là để cho người dân là đi máy cắt máy xới để mà làm lúa đó mà cô chú, nên nó mình phải đổ thứ nhất nè, mình đổ cây trụ cho nó cứng cáp để mình sóc. Cái thứ hai nữa, tuyến đường này thì cũng đã đưa vào tuyến đường nông thôn mới, đường này là tuyến đường chính có trường học á, thì có thể là Trang làm cầu rồi thì người dân sẽ may mắn được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương sẽ được làm cái con lộ, tại vì là cũng có chính quyền địa phương đã lên tiếng với Trang rồi, sẽ cố gắng giúp cho chính quyền địa phương làm cây cầu được 4 mét để người ta có cái điều kiện đó, người ta nới lộ ra đó mà cô chú anh chị. Dạ còn bây giờ ngày hôm nay á thì Trang đã hẹn được cô bé sóc cầu rồi, ngày mai là Trang sẽ sóc cầu. Ngày hôm nay thì mấy chú trước khi sóc cầu thì mấy chú đã chuẩn bị công đoạn trước để khi mà mình sóc trụ rồi là mình sẽ bắt tay làm luôn. Dạ còn bên kia thì mấy cô mấy chú người dân địa phương cùng với chú Năm thím Năm đến đây, có chú Tám nữa đến đây cột những cây đà đó mà cô chú. Bây giờ thì Trang dắt ông bà cô chú anh chị mình lại xem cây đà của cái cầu Kinh Hậu nha. Đi em ơi, ở này thì mấy chú cột đà nè bà cô chú, tại vì theo là mình sẽ sóc trụ rồi mình mới cột đà, rồi mấy chú là sẽ mình công việc nào mà mình có thể làm trước được mấy chú tranh thủ phải làm nhanh đó rồi tiến độ được nhanh. Con chào mấy chú. Đây mẹ em lặt rau kìa, ở đây mấy chú có cột một cây được một cây rồi nè bà cô chú anh chị. Thì đà này là có là đà là 20-35. À, bày nghe như gì là 20, bày cao nó là 35. Bên đây mấy chú cột được một cây rồi nè. Dạ, cây đây là sắc 16. Ở đây là tổng cộng là có 9 cây. Một bên mà lên đây 3 cây, trên đây 4 cây, bên dưới 4 cây, trên 2 cây. Đó, có 9 cây nè. Ở đây 3 cây nè một cây chú. Thấy không? 9 cây sắc 16, đó là kính khác nha. Mình để nằm bày ngang thấy nó bự lắm, bự luôn nè. Bày ngang 35 luôn nè. Và xuống này thì là 20. Mấy chú sẽ bắt tay vào cột, Trang sẽ lại cột phụ mấy chú. Làm cầu mà mình làm cầu mà mình làm chắc chắn thì người dân đi còn chắc chắn mà. Nói anh Dục đây nè, con nghe mấy anh kia nói Trang làm cầu rồi là có mấy chú có mấy người tay có xe hơi ta chạy về nè. Dạ Ba Lan là ở đâu chú? Ba cây cậu với mình chót. Chót gì coi? Dạ dạ có. Lên kinh thấy dạ. Dạ. Bây giờ cái này mình nhóm lên hả cục y gan cây lậu đó. Dạ y gan luôn đi chú. Hồi sáng giờ đây mưa chưa chú? Chưa hả? Lại gai mưa hoài. Chút chút gì mà không có mưa lớn. Bảo mà. Vậy mà cột được sao? Ăn ngán mà. Dạ, ấm tới đây mà làm không cần thì lập rau chuẩn bị cơm hả? Hay không cần chuẩn bị cơm. Cái này, bữa nay năm cho món gì vậy mà năm lọc câu găm vậy? Thôi rau củ hả? Quá trời, đúng rồi. Thôi Trang lại với cô này đi, ngồi bên nè, ngồi bên cũng nó dễ. Ai bữa nay mình đổi món hả Thím? Dạ, đổi món, nhậu ăn không á.
mình làm từ thiện thì mình ăn chay đi. Ừ. Chay là có phước hả? Công đức vô lượng đúng không? Ê, đó giờ thím có cột chưa thím? Chưa à? Chưa luôn hả? Trời, khởi công cầu đầu tiên luôn hả? Bữa khởi công anh bữa đó đó. Yeah. Bữa đầu tiên đó. Thì cái cầu này đây nè. Đây là cây cầu đầu tiên luôn ha. À. Làm xong rồi đi theo con cột luôn nha. Ừ. Cũng muốn lên đó. Đây mình cột xuống hai luôn hả vậy? Dạ, mình cột luôn đi, mình cột gọi cây nào là đai cây nói luôn đi, gọi cây nói luôn đi. Mấy chú hôm qua hay chứ, một mà sửa trơn như sắt là hay. Ờ, quá hay rồi. Qua năm mà. Làm cơm vừa chín rồi là bắt đầu cái không làm vừa rồi đó. Lớn thôi, nhưng mà trời ơi, nhiêu lớn đây là sữa mệt rồi đó. Năm mà mình làm gì nó đỡ qua là năm diễn thêm 2 chân nữa là làm được rồi luôn chứ mấy chân lịch không chứ sữa tắc thì chân biết chết à. Như cây em nhé, cầm hai cái giọng cái đi luôn rồi. Cầm cái. Cái đó còn hơn là lôi bảng nữa đó. Mà Nam, em không? Hôm qua có cái cây đó dây giọng mấy em đó thêm mà hai cái nó nghe nè, bữa đợt trước đầu tiên đó giọng cái cây đó gì mà kỳ thế này á luôn à. Cái cây đó là cái cây để mình bẻ sắt thôi chứ không giọng không có lực đâu. Trời ơi, vậy là chú Năm qua khai trương chơi chú Giang tặng chú Giang cây đó là em mà đó ha. Cao lắm. Cao. Bắt được mấy đứa nó la em cũng bệnh cái. Để cho mẹ đẩy chi mà mình thấy xót lại mẹ chết chết. Chứ không lẽ vậy? Mình thấy tội nghiệp vậy chứ kẹt ở chổng mà làm sao? Rồi rồi rồi, ổng không sao ha. Ổng không sao. Mà muối rớt xong hết luôn. Ổng cũng chạy. Ổng đi cũng cái giò ổng cô đang chạy cái xe cái cầu này nè là mấy cái xe muối á, chạy lên rồi nhả đổ muối xong. Cái cầu này tôi còn sợ. Mà không biết ổng nói vậy thì không biết làm sao, ổng thấy ổng đi cà nhắc hỏi có làm sao không chú? Có sao không? Chưa đâu. Ừ. Ôi, mới không nào. Nào ngay. Bữa đó bộ quýnh bán mà gì còn quên cảm ơn luôn đó. Không hết hồn đó cô, hết hồn. Hết hồn. Ừ, muốn chết luôn không qua thôi mà. Còn không nói một câu nào chứ bất cự quá. Tại hết hồn mà chúng ta. Là ông nội nè, ông hết hồn, ông tao cũng chết không gì đó ông ơi, chứ ông không có cảm ơn mình chứ ông bất cự nói bất cự gì ông. Tại vì bữa hôm hôm mà mình cái da chạm xe mà mình xúc xích gì mà mình vụt giò thôi, ví dụ như chú mà đang chạy đi mà ngừng xe lại mà chú quên gạt chân trống mà chú đi xuống nè. Cái đó thôi là đã hết hồn rồi đó. Đang chạy xuống kia nó ngã ngang xuống sông mà rớt muối xuống sông nữa. Thôi bữa hả mẹ mua cái xe bột đậu vậy đó hả? Bột đậu cái mẹ trời ơi thấy chưa, thấy ngồi kể chuyện chưa, thấy đi mua đồ cái chú sáng đầu gãy chạy xe bật đầu lên mẹ em chạy ra mẹ em giúp á. Vậy cho em có giúp không hả? Em không giúp hả? Vậy hả, mai mốt gặp người bị nạn vậy là mình phải chạy cho mình giúp nha, giúp liền lớn không được thì mình lụm đồ cho người ta. Ây à, giờ thì mấy chú cháu cột hai cây rồi đó, giờ mình sẽ đem vô cột đút cây nó vô nó mình cột nữa. Bây giờ mới ăn được này là toàn bộ 9 cây là mình làm sắt 16 hết luôn nên là nó là sẽ chắc chắn chính xác lắm. Ông xét cầm cây là dưới lắm không không kêu là đi học trường là bắt đầu cái kế hay không rồi cô chú, mấy chú đút cây vô mấy chú bỏ vô cái đầu cây á mình đẩy tới trời ơi cái cây đài cái nhìn nó dài nụt nụt cơ kìa, dài từ trên xuống dưới. Chiều khoảng cho đều không thôi à, tới nữa cái mình cột cây trên cái nó không đều.
Vậy là con không đều nè, con còn thấp nè. Con còn thấp. Cứ đẩy lên con. Ngồi gì mình không thấy được. Được rồi, được rồi, được rồi. Cậu đi dài dài vậy cho cậu đi phân phản. Thì là bữa nay nó đi mà có khá hao nặng. Vậy thì nó đi sợ núi kia lắm ông nhát hết hà. Vậy hồi tối rồi chú có gướng anh cây không? Anh nói điện mà thôi cậu Năm ơi, có về rồi ông đừng lấy chứ vợ tôi đâu mà điện nó cái coi quá trời tao buồn ngủ rồi đó. Chính vô gửi mà con răng con nó ê á. Ông chú ông xây cái này im quá à. Ngồi nghỉ ngơi đó. Nhưng mà cái ghế đá luôn rồi đó. Đó vô trong cái nhà đó. Vô trong nhà đó đó vô được. Nhà mới đó là nhà anh hai hả cô? Rồi 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 con thấy mình chạy được rồi. Nấp được rồi. Vô mấy chỉ rồi. Trời ơi mưa kìa. Rồi ước mình dễ bệnh lắm á cô. Không, mà Năm đâu có đi đâu. Con đứng lại mà. Đây toàn bộ ha. 9 cây là sắt 16 không? Em và cô chú nhìn xem nè. Sắt cái là to nha. Nhịp cho anh anh. Ồ, phải sụp lên này cho bằng chứ. Chạy đi chứ giờ sao anh sụp nổi. Hai cây rồi, còn hai cây nữa. Chuyện nói cũng như anh kia sụp lại mà nặng quá anh sụp lại được không? Phải vậy cây đầu còn hiếp kinh nghiệm, cái sau quá trời đẹp rồi nè. Ôi, thẳng băng luôn rồi nè, đẹp rồi nè. Này đai của mình là mình gọt một tấc rưỡi á, khoảng cách cây đai này qua cây đai kia là mình dùng một tấc rưỡi. Cảm ơn. Dạ thì đó, cái gì trang đó, đẹp đó. Đai thì mình là dùng sắc sáo, còn khoảng cách đai này qua đây này á là mình dùng là mình khoảng cách là một tấc rưỡi một cây. À, bây giờ mấy chú sẽ làm cái thứ ba nha. Càng làm càng kinh nghiệm ha. Đó, có mực sẵn rồi đó. Cô này xin cầu cho nè. Trời, cô này xin cầu cho. Thấy rồi, con thấy rồi. Con mới khen nhân liền đó, đó chị ha. Chị ba đẹp gái quá trời, thấy liền nha. Cổ sắt này mà thiếu ông Tư buồn quá ha. Ở gì? Có mấy ông già chứ kinh nghiệm lão làng lắm. Ơi. Bằng cái gì cũng vậy mà đừng có dùng chữ đại là không có được. Đại là nó xấu rồi. Đại đi ha, là không được, không im thôi. Ở đây,
chị với chú nè. Làm cặp lắm em. Tại vì làm cặp á là người này bên kia cột, bên kia cột, cái nó dễ rồi. Cho đâu hết miếng rồi. Bởi vậy á, mấy chú cột hay kỹ thuật thấy nơi không nào? Cái quay qua kia, cái quay qua đây nữa là chứ bộ giỡn à. Cái này quay qua chị nè. Này quay qua chị nè. Ông quay chóng mặt luôn hả? Thì bà hổng đó, còn mới hỏi ông Tư đâu đó. Không sửa tụi em rồi, nhát rồi. Còn chơi cục mấy lão mày. Xích qua đây một chút mới được. Bắt à. Buộc, buộc mà giờ nó tương đấu nó ngày ngày. Kỹ thuật bắt nè. Thế là buộc vô bò bò buộc vô mà mình không dòm là nó xéo á. Mà cái đây này ra sao? Đẩy lại, đẩy lại, đẩy lại. Đẩy lại. Nó. Nó đi còn không đẹp. Nếu đúng, em dịch cho chị. Em này chị. Bây này nè. Cơm đi làm quay ha. Ăn cơm đi, hãy làm nữa mấy chú ơi. Cái hai cái cục đó mà. Hai cái cục đó hả? Hai cái cục đó mình cắt ra như thế nào? Dạ không chú ơi. Ở đây dân làm từ thiện không, đâu có lương ngày nào đó. Tôi làm từ lưng tôi biết mà. Thầy lưỡi gì, sao đây không? Thì không tiền đâu mà mua chú. Có làm với kinh gì? Chợ gì? Chợ ma hả? Ừ. Cái cầu bên trong đó. Dạ. Cùng ba đi gái. Dạ không có tiền. Dạ chú đi bán đi chú. Con không có tiền thiệt mà. Vịnh ơi, để nó sập nó nghe. Chưa. Vịnh mới chết rồi. Xe lửa chạy quá ha. Đường dây nè. Đi đúng rồi, đúng không? Một, hai, ba nhóm lớn. Nó phải đi dặn vậy nó nhẹ á. Nó dặn theo chiều đó. Rồi, tiếp tục. Đó, cái này rồi nè, cầm ra đây. Đi cắt sắt gì sao không đi trời. Cắt sắt 3 mét gì sao không đi thằng cọt luôn trời. Đang để cái này lên rồi với mấy cắt cho chị chứ không có được. Tại ông gạch. Ừ. Thở gạch là mình không có cọt quá. Ở đây người ta gạch nhá. Gạch giùm cho con. Thôi, gạch đi. Rồi. Thấy nó gạch không biết gạch rồi để cho ông đi cắt đi rồi ở đây thì. Rồi còn cắt luôn nè. Tạm chút xíu là rồi. Rồi cắt luôn mà. Hai, bốn, sáu.
thôi bây giờ ở đây à. Đúng rồi đó. Ở đây ăn ngày ha, mà không ăn không uống chai mà lấy. Ừ. Cô nói nha, không uống cái gì. Cô bán rồi, bán tàu đây. Bán tàu nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn đi. Nước nước đi, nước hả? Thôi chị Trang không uống ngọt nữa, chị Trang sợ mập, chị Trang uống lạnh. Mới ăn cơm cứ chắc rồi vô ăn cơm nữa. Uống nước đi chay, uống nước đi chú. Con uống nước lạnh nè, con sợ mập rồi. Uống đi chú qua lần. Dạ dạ. Thôi đi. Chay tập thể đi chứ đi. Làm thôi cũng kỳ. Cho nó. Bây giờ uống mấy nhiều. Uống quá bộ được, không còn. Cái thứ ba đó. Cắt đi, cắt kiếm đi chứ không ngậu nữa nè. Không bưng ra tôi cắt ra. Kiếm không kịp, không kịp cột đó nha. Hai cây nữa đủ rồi. Dạ, video ngày hôm nay thì Trang chia sẻ đến bà cô chú anh chị là mình cột đà. Thì tổng cộng hôm nay cột là 4 cây đà thì 4 cây là mình cột hết sắt rồi. Mình còn cắt thêm một khúc nữa để mà mình nối vô hết cây đà luôn. Thêm một cây đà nữa rất là dài đúng bà cô chú anh chị. Tổng cộng ngày hôm nay thì mình sẽ cột là 4 cây đà bự cùng với 4 cây đà nhỏ. Dạ, thì đà thì mình cột hết một cây sắt là 11m7 rồi. Rồi mình cắt một cây sắt làm 2 thì mình chia ra nữa thì một cây như vậy là nó cũng phải từ
5 mét mấy là ta cũng tổng cây đà. Cây đà dài của cái cầu của mình đó là tới 17 mét đó bà cô chú anh chị. Hôm nay thì Trang chia sẻ đến bà cô chú anh chị cùng thể là mấy anh mấy chú cùng với mấy cô bác xóm đến đây để cột đà, để mà chuẩn bị. Ngày mai thì Trang sẽ chia sẻ tiếp đến bà cô chú anh chị. Ngày mai đến công đoạn mình sẽ xuống trụ cầu. Còn bây giờ thì Trang xin chào ông bà. Trang chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Bây giờ thì Trang xin chào ông bà. Chào ông bà đi.